Trong cuộc sống, đôi lúc phải biết buông bỏ mới có thể mạnh mẽ đứng dậy. Chìm đắm trong đau khổ sẽ mãi là kẻ bất hạnh. Khi bạn buông tay, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Có phải ngay lúc này đây em đang mệt mỏi lắm, đúng không cô bé? Có phải ngay lúc này đây em cũng đang áp lực lắm, đúng không? Mọi áp lực đang dần khiến em mệt mỏi rồi. Áp lực công việc, áp lực học tập, gia đình, áp lực từ mọi thứ xung quanh. Và sao em không thử buông bỏ đi? Hằng ngày ngồi trên giảng đường với những tiết học khô khan khiến em cảm thấy chán nản. Em hoang mang về tương lai của ngành nghề mình đang chọn. Em tìm một công việc bán thời gian phù hợp để giảm bớt những khoảng thời gian rảnh rỗi vô ích. Nhưng vô tình lại khiến em trở nên áp lực với chính công việc ấy. Em bỗng trở nên chán nản mỗi khi nghĩ đến việc sắp sửa tới giờ đi làm. Em sợ gặp sếp của mình bởi em sợ phải nghe những lời nhắc nhở, thậm chí phàn nàn từ họ. Em áp lực từ gia đình bởi họ đang đặt vào em sự kỳ vọng quá lớn. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như việc học của mình tệ đi. Ba mẹ đang cố gắng gấp 200% sức lực chỉ để em được đi học và có một tương lai tươi sáng hơn. Em cảm thấy mình vô dụng khi đã từng ấy tuổi nhưng vẫn phải sống dựa vào gia đình. Chưa thể làm gì phụ giúp cho bố mẹ lo cơm áo gạo tiền. Trong khi chính bản thân mình lại khiến họ tốn thêm một khoản phí khá lớn. Em áp lực từ những mối quan hệ xung quanh. Em bất lực nhìn những mối quan hệ tưởng chừng như rất thân thiết, nhưng lại dần mất đi, nhẹ nhàng đến mức đau lòng. Em buồn bã khi nhận ra rằng những mối quan hệ em đang có lúc này cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà cả hai bên đang tạo ra với mục đích để có lợi cho cả hai. Em sợ rồi đến một ngày khi với họ em chẳng còn lợi ích gì nữa, lại một mối quan hệ nữa mất đi. Em lại suy nghĩ về bản thân mình. Em sợ mình là nguyên nhân cho sự đổ vỡ. Em sợ mình sai ở thời điểm nào đó khiến cho mọi người cứ dừng xa em. Đúng hơn, em sợ cô đơn, em sợ một mình. Đôi vai gầy gò bé nhỏ của em đang phải chịu đựng tất cả đấy. Nhưng em chẳng thể khóc, đúng không? Em đang gồng mình lên khiến cho nước mắt cũng chẳng dám rơi xuống nữa. Tại sao lại phải khổ sở đến thế? Nào, cô gái, học cách buông bỏ đi em. Buông bỏ, nghe đến điều này chắc hẳn em nghĩ rằng tôi muốn em là con người yếu đuối. Em nghĩ rằng buông bỏ đồng nghĩa với việc hèn nhát, trốn tránh thất bại. Em nghĩ rằng buông bỏ là đầu hàng số phận, là em thua trước những chông gai thử thách của cuộc sống. Không đâu. Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây chính là suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm. Em có quyền sai. Đừng cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo, vì sự hoàn hảo cũng chỉ là bức tranh đẹp mà em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Áp lực xuất phát từ học hành. Hãy thư giãn bằng những hoạt động dành cho sinh viên. Đừng cố gắng ép bản thân khi em đã quá mệt mỏi. Áp lực xuất phát từ công việc. Hãy nhớ lại lý do tại sao em chọn công việc đó. Áp lực xuất phát từ gia đình. Hãy yên tâm, tôi tin dù em có thất bại, người thân vẫn sẽ luôn ở phía sau giúp em đứng dậy. Áp lực xuất phát từ các mối quan hệ. Buông bỏ đi em. Em hãy nhớ, chẳng ai đi cùng ai đến mãi mãi. Em hãy cứ trân trọng những gì em đang có. Điều ấy có nghĩa rằng em đang sống xứng đáng với cuộc sống mà em đã được ban tặng. Cô bé, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa bằng những suy nghĩ tiêu cực kia. Mọi áp lực của em có nguồn gốc từ những suy nghĩ tiêu cực ấy đấy. Buông bỏ đi mọi áp lực nha. Em sẽ thấy cuộc đời mình đẹp hơn. Mong em một đời an yên, vì em xứng đáng. Bạn biết không, người ta vẫn nói hoa hồng đẹp, nhưng hoa hồng có gai. Những thứ đẹp đẽ, đáng quý cũng thế. Muốn có được cái này thì phải đánh đổi cái khác. Và cái gì không phải là của mình thì đừng cố gắng níu giữ làm gì. Con gái sẽ hạnh phúc hơn nếu bớt suy nghĩ và buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Dưới đây là 10 điều bạn nên buông bỏ để hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 1. Quá khứ.
Quá khứ có cái vui, có cái buồn. Nếu để niềm vui theo ta trọn cuộc đời thì đó là điều may mắn. Chúng ta sẽ có động lực để sống tốt hơn. Thế nhưng nếu quá khứ chỉ toàn nỗi đau, tại sao chúng ta phải giữ nó bên mình? Thời gian thì vẫn trôi, còn bạn vẫn đứng nơi đó để tiếc nuối, hoài nghi. Để rồi khi người ta hạnh phúc, vui vẻ thì mình mãi chìm đắm trong quá khứ. Hãy mạnh mẽ đứng lên, vứt bỏ mọi thứ. Quá khứ có vấp ngã hay đau buồn cũng sẽ là bài học để chúng ta tốt hơn. 2. Áp lực. Mệt mỏi khiến chúng ta cảm thấy rất tệ, nhưng đó là do bạn tự gánh gồng nó trên người. Bạn hoàn toàn có thể rũ bỏ nó, nhưng nếu bạn không muốn thì bạn phải chấp nhận mình sẽ uể oải, chán nản liên tục. Khi tâm đang ảm đạm mà chợt trở nên tươi sáng, bạn sẽ có thể đón nhận mọi thứ tốt đẹp. Áp lực cũng từ đó mà rời xa bạn. 3. Thể diện. Đối với con người, thể diện giống như lòng tự trọng vậy. Ai cũng cần có bên mình. Thế nhưng nếu bạn cứ gồng mình vì một chút thể diện nào đó mà từ bỏ người thân, người yêu, bạn bè thì có đáng hay không? Đừng giữ thứ thể diện vô dụng đó mà đánh mất đi tình thân. Ai sống cũng phải có tình thân. Nó quan trọng và có ý nghĩa. Thể diện chỉ nên sử dụng khi chúng ta bị xúc phạm. Chúng ta phải tranh đấu với ai đó để cho họ thấy chúng ta mạnh mẽ nhường nào mà thôi. 4. Mọi cảm xúc tiêu cực. Mỗi sáng thức dậy, bạn đều có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đi làm với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi. Hai là khuôn mặt đầy sự bi quan, thê thảm. Bạn có thái độ như thế nào thì bạn sẽ được người khác đối xử như vậy. Bạn mang niềm vui đến cho mọi người sẽ giúp bạn trong mọi việc. Không nề hà, không kể công. 5. Tự ti. Ai cũng có một vẻ đẹp riêng, có thể chưa thể hiện bây giờ nhưng sẽ có trong tương lai. Nếu mọi người ai cũng tự ti về bản thân thì sẽ chẳng bao giờ có thành công. Tin tưởng bản thân, những khả năng đang có, vận dụng nó một cách thông minh, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Giá trị của bạn nằm ở chỗ bạn sử dụng đúng nó, chứ không là nằm ở việc bạn thể hiện, khoe khoang được bao nhiêu. 6. Hận thù. Con người thường bị thụt lùi bởi luôn sân si những điều không đáng trong cuộc đời. Khi không làm được việc thì trách sếp, về nhà không vui thì trách vợ hoặc chồng và con cái, gặp bạn bè không vui thì trách họ chưa tốt. Đến bao giờ mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? Giữ tâm sáng, nhìn rõ mọi việc rồi mới thấy chẳng có gì đáng tức giận đến như vậy. Khoan dung chính là một trong những đức tính đáng được tôn trọng nhất. Sự bao dung tha thứ của bản thân sẽ cho chúng ta có cái nhìn khác về cuộc đời hơn. 7. Ích kỷ. Thời gian bạn dành cho việc ghen ăn tức ở với người khác, bạn làm được rất nhiều việc nữa. Bạn có thể tìm hiểu, đầu tư cho công việc của mình tốt hơn. Ích kỷ khiến con người ta càng làm càng thua thiệt. Bởi đức tính đứng núi này trông núi nọ, sẽ không bao giờ biết thỏa mãn những gì đang có. Luôn so sánh, tính toán thiệt hơn. Ích kỷ là tâm không tịnh, luôn biến động. Như vậy sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui. 8. Lười biếng. Trời không phụ lòng người có công. Chăm chỉ, cần mẫn, chắc chắn sẽ có kết quả. Nếu cứ lười biếng, chỉ chờ người khác mang đến cho mình hưởng thụ là tính cách khiến mọi người xa lánh và ghét bỏ mình. Bạn có thể buông bỏ sự lười biếng, hình thành thói quen làm việc tốt hơn. Không cần thay đổi ngay, nhưng mà dần dần từng ít một, bạn có thể đạt kết quả ngoài ý muốn. Những gì bạn có ở tương lai là kết quả của sự cố gắng, của sự chăm chỉ hiện tại. 9. Hoài nghi. Sống cuộc sống của Tào Tháo làm việc khó thành. Đã dùng thì không nghi, mà đã nghi thì đừng dùng. Không nên vì một chút suy đoán của bản thân mà nghi ngờ người khác, rồi cho rằng họ đang hại mình. Sống trong nghi ngờ, dần dần những người sẽ xa lánh bạn, chê bai bạn. 10. Do dự. Làm việc cần dứt khoát, không được do dự. Nếu đã nhìn nhận rõ mọi thứ, không được cho phép bản thân nhu nhược, thiếu quyết đoán. Đã đi là không quay đầu lại. Tin tưởng vào bản thân mới có thể làm việc lớn. Thành công không có chỗ cho những yếu đuối, do dự. Học cách buông những thứ phiền toái, chúng ta mới có thể có thêm không gian để chứa đựng những thứ tốt đẹp hơn.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.